ơi, cái gì kìa, cao luôn, nó thứ rồi, ngoài đây, bích lồng luôn, bích lồng luôn, đó, giá lắm đấy, trời ơi, cái gì vậy, bị lội ngang, trời ơi, giáp cái gặp luôn các bạn ơi, má thứ luôn rồi, nó mới được các bạn ơi, thôi thôi, trong hầm mới ra, quay đặt mình đặt, đưa cái miệng vô hầm. Hầm nó ha, ăn cái này. Rồi lớn. Chừng đó cái chừng tiếp nó. Ối, ừ, nó cạo cái vô nó cắn. Cạo quá. Đi. Được. Thổi á, thổi. Ui, kìa. Các bạn để vô một cái cái gọng cái lông. Thôi nó hùng quá các bạn. Được rồi. Phá lên luôn rồi. Bắt bắt thằng kia đi. Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui khi quý vị đã quay trở lại với kênh. Trong video hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi với nhóm, chúng ta đi bẫy chuột các bạn ơi. Đây các thành phần quen thuộc đây. Bạn Trung. Chào cả nhà. Đây nước ngoan các bạn ơi. Cánh đồng lúa mới cắt các bạn. Cũng mới đốt gom các bạn ơi. Bạn nhìn nè. Nguyên cánh đồng. Lúa cắt hết rồi. Cho nên chúng ta tranh thủ đi bẫy chuột các bạn ơi. Dưới đây là cái mương nước nè các bạn. Dự kiến chúng ta sẽ đặt dài dài các cái mương này. Cặp mé nè. Khu vực cũng hết sức lý tưởng các bạn ơi. Ở bên kia thì cũng lúa cũng đã cắt hết à. Có một số mảnh vườn bên phía đằng xa các bạn. Chút xíu chúng ta sẽ đi dài qua cái khu đó luôn. Rồi các thành viên cũng đang di chuyển các bạn ơi. Tìm chỗ để chúng ta đặt đây. Hôm nay thì chúng ta vừa đặt 7 cống nhum, vừa đặt 7 chục cơm nữa các bạn. Ta mang theo hai cái bao nè. Anh Út Quang thì cũng đang vác cái bao 7 chục cơm. 7 nhỏ các bạn. Còn bạn Trung thì đang quẩy cái bao chuột cơm, chuột công nhân bên kia các bạn ơi. Rồi chúng ta tìm hang, chúng ta tìm đường mòn để chúng ta đặt thôi. Cơm này còn mới các bạn ơi, mới vừa tủ lên nè, ta chưa đốt nữa. Lúa cũng mới cắt này. Cánh đồng chiều nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Giờ này thì cũng hơn 5 giờ rưỡi rồi các bạn. Chúng ta tranh thủ chúng ta đặt. Tối chúng ta sẽ đi thăm cử một, sáng chúng ta sẽ đi thăm lần hai các bạn ơi. Bên kia cái vườn dừa êm quá, bển coi có không? Đó. Này nè. Chúng ta di chuyển theo bạn Trung đi đặt công nhum các bạn ơi. Các cái bờ cỏ nè. Đây các bạn ơi. Bờ cỏ nè, cỏ voi. Trời bây giờ là đang mùa khô hạn các bạn. Các mương nước quá ít nước. Không có đường chạy. Có hàng không? Không có đường. Yeah. Có hàng không? Đó, tỏ dặm luôn. Và nhóm cỏ anh kia kìa. Các cái mương rau muống cũng hết nước trơn các bạn ơi. Trên bờ thì cỏ um tùm. Mặt trời cũng sắp lặn các bạn ơi.
Rồi các bạn ơi, đặt cũng còn mấy cái nữa xong rồi. Hẹn quý vị tối nay khoảng 8-9 giờ chúng ta sẽ quay trở lại để chúng ta thăm lần một. Đặt cống nhâm là kiếm ăn mà thì cả nhà. Quần kiếm các hang cống nhâm đi giờ chiều giờ sắp tối luôn, khó kiếm quá. Đặt cục cơm theo đường mòn thì dễ. Rồi các bạn ơi, bây giờ cũng gần 9 giờ các bạn. Chúng ta sẽ vào chúng ta thăm 7 đợt 1 các bạn ơi. Đây trên đường chúng ta di chuyển vào địa điểm các bạn. Được quá trời, xấu à. Rồi chúng ta chạy di chuyển trên ruộng luôn các bạn. Ruộng lúa này người ta đã cắt hết rồi nè, đốt đồng luôn rồi. Ruộng luôn. Ra tới địa điểm mà chúng ta đặt luôn các bạn ơi. Không phải lộ bộ nữa. Rồi anh Đốc An với bạn Trường Giang cũng đang di chuyển vào các bạn ơi. Vào điểm tập kết à. Rồi đây bạn, bạn Trường Giang đang quẩy cái gọng các bạn. Ca sĩ bữa nay bắt theo cầm gọng các bạn ơi. Cá chạy đội này, chạy chuối. Ừ, cá đồng đồng các bạn ơi. Tìm. Quá trời cá đồng đồng nè. Dưới cái mương nước nè. Nè, rồi bay 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 cái nè. Quá xá quá xa này, mà để tay lớn xuống một cái ha, dở lên không nổi luôn. Rồi chúng ta di chuyển qua cái khu bên đây các bạn. Ở dưới ruộng lúa thì chúng ta đặt chuột cơm, còn cái bờ bên kia chúng ta đặt chuột cống nhâm các bạn ơi. Thăm chuột cơm trước đi. Nào không có về luôn. Trời ơi. Xuống cái mương rồi. Tiêu rồi các bạn ơi. Đi lo nhìn mương không hay. Không thấy. Dạ. Chăn gặp hả? Cái gì? Thằng kia dính cái gì kìa? Rồi, rồi chuột lửa. Rồi vô chuột nhỏ xíu các bạn. Trời ơi đi gì mà lâu quá. Được. Chuột này được. Lửa lửa cũng được. Không bự thôi chứ được. Em lại đổ rồi. Rồi chúng ta qua cái bờ cống nhâm các bạn ơi. Bờ chuột cơm bên kia để chút xíu chúng ta quần về chúng ta đi thăm mà sao. Đi đường đoạn à. Được con. Không. Đó. Ôi rửa lặn rồi các bạn ơi. Cầm cá lóc bự quá. Nguyên bầy lồng rồng nè. Lồng rồng chịu đây có nguyên bầy. Ờ à, nguyên bầy rồng đẳng nha. Đó sao dữ. Lóc mẹ. Thôi nè. Còn đây con nữa. Lồng rồng nè. Chịu đắp bụp bụp bụp. Đỏ nước cho các bạn ơi coi nè. Cá lóc. Có cá lóc mẹ. Mới chạy ra đó. Lồng con lóc bự. Đó dữ. Đây, này quá trời cá lóc các bạn. Chiều đi mà không thấy. Bây giờ một số cái không có các bạn ơi. Giờ chỗ khác. Hôm nay không em à. Vậy vậy. Mới nói. Trời ơi. Trời ơi, gì vậy? Cà cao luôn. Ừ, ngon. Ba thứ rồi. Bạn ơi. Chồng hả? Bích chồng luôn. Ở luôn. Đó, giỡn lắm đấy. Trời ơi, 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 trời ơi
ơi, giáp gặp luôn các bạn ơi. Quá thứ luôn rồi. Muối. Muối rửa các bạn ơi. Thôi thôi. Trong hầm mới ra. Quay đặt lại đưa cái miệng vô hầm. Trong hầm mới ra. Ăn cái này. Ôi giời. Chừng đó cái chừng tiếp đó. Ôi nó cả cái vô luôn nó cắn. Cảm ơn. Đi rồi. Thổi á. Ôi để vô cái gọng con long nó hùng quá các bạn. Được rồi. Có lên luôn à. Bắt bắt kia đi. Bắt cho được. Thôi, đánh đập tay được. Về nhà mà. Ôi, trời trời quá. Quẩy quẩy mà nó sao nó đang rút luôn trời ơi con chuột anh. Khổng lồ. Quá đã quá đã. Im im. Rồi đặt lại các bạn ơi. Mong rằng là nó có một cặp nha. Trong hầm mới ra các bạn. Ở đây cái bờ mẫu. Cái bờ cái đó không dính. Ừ. Hang đây nè. Thì đó đâu ở trong kia nó ra nó gào lại vô đâu được. Rồi đi tiếp. Ôi rồi mới nó không có thì ngon lành ngon lành. Con một là thấy đáng tiền rồi. Quá ngon các bạn ơi. Có người chết rồi. Có nhum ngán luôn. Mập một cái cột bự. Hồi chiều tính đặt cái đó mà nó đặt cái gì đặt cái đi ừ, đặt lên nó vô hầm nó ra rồi chúng ta qua cái khu vườn chuối này các bạn chiều cũng đặt đầy mấy cái chứ ở đây cái đường nó không ngon. Còn một là thấy ngon lành rồi. Đang nóng. Gặp cái thử luôn, thiệt tình. Tới bữa ra cắn hết. Cái tội luôn. Bữa nữa lấy ngăn cái gọng ra mới được. Cái gọng để gì nhốt chung cái này không được rồi. Có hết cái đồ cũng không nhốt được. Chắc luôn không? Không có đường. Ở đây cái đường này nó không có đường. Đường nét triệu. Thấy im gì mà không im. Cặp cái hàng rào nó đặt thẳng như cái lên nhà cái trường nó đặt. Ờ nãy giờ chết nhiều quá các bạn ơi. Chết luôn. Đường bỏ đường mà. Đường không ngon. Đoạn này có mấy cái đùng. Mấy cái đùng. Ớt. Tao nó hàng đâu? Thằng kia á. Tao nãy không? Có. Đây nè, ngược lại. Này đó. Không phải. Đây hả? Quay miệng vô giường. Rồi chúng ta lại cái hang ba bốn cái hang đùng mà chiều các bạn ơi. Hang bự bự không à. Không biết có không? À, này mới thả ốc vô ăn nè, mới đưa ra chiều đâu có này đâu. Gì hả? Ừ. Rồi đặt lại, đặt lại. Mới thả ốc vô luôn nè. Ừ, đúng rồi. Rồi cái hang này các bạn ơi. Ờ mới bự nè. Nè, ốc còn nè. Ừ. Nó muốn đặt cái chân. Trời ơi má. Bực bực còn nó muốn phải đường đi nè quá thứ mà muốn quá rồi ở dưới đất đội cho trời đây các bạn ừ. Cái đùng này các bạn tôi bắn rồi hang nè khổng lồ dưới mé không đặt không để đặt đây đây nè đặt dưới mé nè cái máy đặt hai cái ba cái gì mà gặp nó hư ra gì mà dính
lấy lên để đây nữa nè, như cánh đường nè. Để nó đi. Tỷ ta. Nó đi trên này không chị. Đừng đi trên này á. Đây cái đường còn mới quá nè. Đặt dưới là thua rồi. Đặt đường đây nó láng tôn đây nè. Thì đặt nó dưới cái thôi. Em đây đi. Đây nè. Thì đó. Này nó ăn lại đó luôn á. Ừ. Tay bên đây nè. Ăn đường rồi. Hai bạn hang nó liền kề các bạn nè. Hang nào cũng lấy nè. Gì? Trời ơi. Dính nè. Có sập không? Ồ có sập các bạn ơi. Cái nó không dính nè. Chừng ba cỏ nó dính cái cỏ nó không đụng đi dưới đó không. Đặt lại. À, cầm gắn chung các bạn á. Phải không? Nó đó à, lúc vô lỗ này. Đêm này. Nè, thầy đêm bên nè. Móc. Nhỏ quá. Nhỏ không? Móng tay à. Lại lắc bạn gì? Thầy đêm bên nè, lại học lại chúng ta dở lên rồi. Thử coi. Thử nghề cái. Thử nghề nó ngoan các bạn á. Nè, biết gắn chung hay nhỏ nhưng mà kệ để con bắt được không? Nó đang thầy đêm bên đó. Trong ừ. Đó. Đó. Đó là... Được các bạn ơi. Rồi, rồi ngân chung. Quăng lại. Rồi thả đi. Chờ sống đi. Rồi thả đi. Rồi, trời rút xuống kẻ rồi. Ờ à, nó đi ra. Không có nước nó sống được không? Tôi anh tưởng lên bờ nó chết. Bây giờ chết nhiều quá các bạn ơi. Nhìn này. Không im, đường đây thôi. Thấy im quá mà không im. Chuột chạy các bạn, chuột chạy, chuột chạy, rớt 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 rớt. Đằng đâu, đằng đâu không thấy đường. Dính lòng chút em đi. Dính lòng chút em. Trời ơi, gặp đầu bếp mập nữa, té thấy đâu gì. Ừ, cũng bự các bạn. Xỉu, để vô luôn. Bỏ vô, không nhầm làm luôn. Xỉu. Ừ, chuột giấy, bành kia luôn. Ừ, rồi xong. Ừ, cũng nhầm nó hung quá các bạn ơi. Để gom vô đi, để gom vô cho trốn. Nhủ nhủ quá gom vô. Ừ, cũng nhầm nó hung quá. Đưa vô dán, đưa vô vô. Ừ, nó hung kìa. Nó cứ hung à. Gì nữa hả? Ở chỗ chạy nữa các bạn ơi. Này nó không vô gặp mà nó vô. Nó đi ngoài không. Làm việc mình. Chuột quá bự rồi bạn. Đi khơi ngoài không à. Ừ, gặp bị ủi văng ra luôn các bạn. Đi ngược rồi, đúng rồi, đặt ngược lại. Chết. Đây, chết này. Đây đồng nghiệp đặt các bạn ơi. Đặt tủ gom được kính quá ha. Cái cờ nhóc nè. Rồi chúng ta lên đường đi về các bạn ơi. Thăm qua ba mấy gần 40 cái chuột. Gặp chuột cơm được có mấy con. Rồi bây giờ là đã 6 giờ các bạn ơi. Ta tiến hành đi thăm bẫy lần hai các bạn ơi. Đây chúng ta di chuyển đến địa điểm này. Chúng ta đến địa điểm các bạn ơi. Ta sẽ đi tiến hành đi thăm bẫy lần hai các bạn ơi. Người ta dở bẫy về luôn không? Rồi, dở về luôn chứ không có, dở về luôn chứ để làm gì đây?
ta lấy ta đặt. Rồi thả trong cái bọng. Rồi buổi sáng các bạn ơi, rồi nè. Cái mừng nước nè. Cá quậy trong cái bọng kìa. Ừ. Ốc ốc bên này nè, quá trời luôn. Trời buổi sáng rất là đẹp các bạn ơi. Rồi cái đầu tiên đã chết hả? Rồi chuột cơm hình như là thấy không êm rồi đó, mâm không êm rồi. Giờ này cũng không êm luôn rồi. Rồi mâm đi trúng cái lùng này. Cả cái 70 cơm thì anh Đống An đặt các bạn ơi. Hổng gà Đống An đặt hình như là không linh hay sao. Còn là chết không. Này phải xem lại mới được á. Ruộng lúa thì mới cắt mà chưa có đốt gom nữa các bạn. Quá mới mà sao mà chuột không có. Ngộ thiệt chứ. Gì? Một em được, ngon cũng ngon. Chuột không có luôn chứ. Để chê tôi. Để bên đó đi. Để bên nàng nó dễ lấy. Rồi, một em cũng bự rồi đấy, một em gì không lâu đừng chụp nhỏ xíu các bạn ơi, quá khổng lồ rồi. Rồi cũng được, cũng có cũng được, để sợ không có thôi. Rồi chúng ta đảo qua cái gò cống nhâm các bạn ơi, sẵn cái đường đi. Rồi chút xíu chúng ta đảo về thăm chuột cơm sao. Chuột cơm thì nó vòng qua phía bên kia các bạn, cho nên là đi thì mất thời gian. Sẵn cái đường chúng ta đi luôn. Rồi các bạn ơi, thăm 7 cống nhâm mà được con chuột ở chuột cơm hả? 4 cái mình vô con chuột cơm. Quá dữ rồi. Con chuột này khủng khiếp rồi. Khủng khiếp luôn. Nó bự. Nó bự kìa trời. Chuột nó già. Già. Quá bự rồi. Rồi, ngon ngon. Cũng được. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Đi mấy cái đầu không có, tưởng nó không ngon mà. Ngon, được. Ừ. Mong rằng là sẽ dính thêm cống nhâm các bạn ơi. Hôm nay đi buổi sáng thường thất. Thất hơn buổi tối. Rồi các bạn, hôm cái đoạn đường này dính cống nhâm nè. Mong rằng sáng nay được con nữa. Con hôm quá trời bự. À, cái này hôm dính cống nhâm nè. Gặp lớn cống nhâm tích lọc. À, sáng không chạy. Con mà quá. Ta qua cái khu bên kia. Hôm nay em hôm dính con cống nhâm mà giờ chết hết rồi. Rồi chết nhiều quá các bạn ơi.
sáng nay mong là có con cống nhâm không cũng được, nãy giờ chết nhiều quá. Gặp quyền thoại hôm nay là thấy không dính, mà bữa nào cũng dính, phát nào cũng dính. Đi trong trong này nè, đi trong hầm gì. Ồ, có cái gặp nó sập rồi các bạn ơi, mà không dính nè, không bị gì đâu. Rồi chết luôn, sập luôn hả? Con cái sập mà không dính. Buổi sáng mặt trời vừa mọc các bạn ơi, cảnh đồng quê rất là đẹp. Chết nhiều quá các bạn ơi, không có con nào luôn. Kiếm một con cống nhâm nữa cũng hơi khó ạ. Hy vọng là mấy cái hang đặt mấy hang này thôi chứ chết hết rồi. Thôi mình không có đặt ở trên này hay sao á, từ đó bởi vì trên này có mà mình không đặt nè, kêu đặt trên này nhiều không chịu. Bờ mới nè, như nó mới bư ra đèn lui đó, mới bư các bạn ơi nè, này đặt lại là có đó. Hôm đặt dưới này rồi đây đào luôn, vừa luôn. Hôm đó nó đâu có đen đen gì, trắng trắng vậy nữa. Cái hàng này có lấy nữa nè. Hả? Bích đồng lên nè. Cái đồng hả? Bích đồng lên nè. Rồi, ok. Cái này có đầy dữ. Này dự định là sẽ đào các bạn ơi. Đào kiếm bầy lứa đang nuôi. Rồi, có luôn. Này là muốn đào đặt nó. Đặt cái clip từ đây nè. Ừ. Từ đó đó. Từ cái này. Mày cầm gom mày đốt cái đống này. Ngang này con cột này chắc không. Trời ơi trời, ngang bự. Ừ, các bạn ơi nè. Này mới bự ra. Đồng mới bự nè. Hang này chà bá. Hang này luôn nè. Ừ. Này mới bự ra đây, mấy đen đen là mới bự nè. Quá trời luôn mà. Không vô. Hang nào hang mấy con nè. Khủng khiếp luôn. Cột này lắm. Ừ ơi. Dĩ mà không vô, không vô. Rồi chúng ta qua bên kia, chúng ta đi thăm chuột cơm các bạn ơi. Đường bên kia cũng xa đó, rất là xa. Hướng bên kia thì đặt cũng mấy chục cái gặp các bạn. Số cái không có các bạn ơi, chuột cơm xanh chạy yếu quá. Hướng này thì hôm chụp được con chứ không vô gặp các bạn. Chạy ngoài chụp thôi, giờ sáng thì cũng không có vô con nào luôn. Thì tới đây hơn phân nửa đường mà chẳng dính con nào. Ôn quá. Sáng nay chết rồi các bạn ơi. Dính lại được mấy con
chục cơm. Được. 30-40 cái mà đi được mấy con. Làm như gom gà nó chưa đốt mà nó còn ở trong đây hay sao? Rồi tóm lại là sáng nay chỉ có còn nữa mà. Còn không? À bên kia khu kia hả? Bên kia. Đây các bạn, khu bên khu vườn dừa nè. Còn khoảng 7-8 cái, gần chục cái nữa. Chúng ta qua bển thăm cái nữa xong mình chúng ta kết thúc video các bạn ơi. Sáng nay chuột cơm sao thấy không êm à, chạy không mạnh nè. Gì? À đựng con cuối cùng các bạn ơi. Bự. Đúng là ăn ủi đựng con. Nó bự. Chuột đúng là khủng rồi chứ. Bành kia gấp dập luôn. Rồi sáng nay tổng kết thì chỉ có 2 chuột lớn, 1 con chuột nhỏ hả? 4 con. Ủa đâu con nữa? Đặt ở đây 2 con. Thì đây gặp mới 2 con, gặp lớn 2 con. À rồi giờ được 4 con các bạn ơi. 4 con. À, 3 con lớn, 1 con nhỏ. Ừ. Rồi video clip sẽ xin phép sẽ kết thúc tại đây quý vị ơi. Nếu quý vị yêu thích video này hãy cho nhớ một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ thì các thành viên xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở clip sau. Chào cả nhà. Rồi về quý vị ơi. Mấy món chắc đặt chuột công nhâm không quá. Chuột cơm này chạy yếu quá.